Phải nói là cái dòng âm tụ chất âm nó hay tuyệt vời luôn anh em ạ. Chất âm nó ngọt không khác gì âm ly đèn. Nhưng cái dòng âm ly này nó khỏe hơn so với âm ly đèn. Đây là mẫu âm ly Sansui 3.7D. Anh em có thể thấy 6 núm để chỉnh full bass mid chép cho từng giải loa. Đánh hai cầu loa cộng B, volume và cân loa, đường vào tín hiệu lao lướt này. Đó, đánh hai cầu loa cộng B. Bề ngang là 43.5, bề cao 16, và chiều sâu là 32. Dòng suất âm tụ lên anh em có thể thấy nội thất chi tụ luôn. Hàng bãi zin đẹp luôn cho anh em nha, zin đẹp luôn. Bên trong nó không làm sắt xi 7 màu đâu. Như thế này là đẹp lắm rồi. Hai sò sắt suất âm phía trong và 8 con sò sắt phía sau. Tổng là 10 con anh em nha. Những dòng này anh em nha, chơi vào loa nghe nhạc của Nhật hoặc của Mỹ, từ những dòng loa cổ đến loa gấu chơi được hết. Anh em có những dòng loa Sekvin Vega, Bozak, loa AR, KLH, đấy là những dòng loa Mỹ cổ nói chung. Hoặc anh em chơi những dòng loa Pioneer, Viaton, Onkyo. Bởi vì cái đặc trưng của cái dòng suất âm tụ này là ghép âm ly nào hay, ghép âm ly nào ra tiếng hay, tiếng nó trong, tiếng nó trong, nó mịn anh em nha. Đấy, đang cắm đường tín hiệu vào AUX nha. Chức năng dề vào pre, đánh hai cầu loa cộng B, 100V, công suất trung bình con này 140W, còn nó tối đa là sẽ lớn nha, 100V. Đó, những cái dòng âm ly kiểu như này của Sansui ấy, thì anh em chỉ cần những con tầm 70-80W trở lên đến 100W hoặc 100 bao nhiêu W là nó đánh đã tơi bời rồi. Minh chứng là những con âm ly Sansui 7700 hoặc là 7900 chỉ hơn 100W bán tầm khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu, nó đánh như điên anh em nhé. Với những dòng âm ly cổ thì nó chỉ gần như vậy là đã điên khủng về đánh chất âm rồi. Và cái quan trọng nữa là cái cấu tạo của sản phẩm nha. Đó, cái nội thất nó kinh điển như thế này thì nó đánh sẽ rất hay. 10 sò sắt. Đây, quay lại cho anh em xem số sò phía sau này. 8 con sò sắt phía sau, 4 con to, 4 con nhỏ. Và bỏ nắp tre phía bên cạnh đây, nắp tre đây. Sơn rối, nó sẽ làm sơn rối anh em nhé. Những cái loại này thì nó đánh mịn, cực kỳ mịn tiếng. Và trong tầm giá 8 triệu thì thuộc loại vô đối anh em ạ. Bởi vì anh em cứ so sánh sang ngang đi nha. Những con âm ly mà suất âm tụ hoặc là có nội thất khủng như này thì nó đều bán khoảng 10 mấy triệu nếu của dòng Sansui. Cái dòng này thì nó ít có ở Việt Nam, gần như cực kỳ ít có. Nên là giá rất bình dân, giá rẻ thì anh em tiếp cận. Chất âm mỹ mãn luôn. Đoàn sẽ đậy nắp vào cho anh em nhìn tổng thể các bác nhé. Giá 8 triệu bao ship cho một con âm ly tuyệt vời luôn để anh em nghe nhạc. Nhạc vàng, nhạc bolero hoặc nhạc điên khúc. Cái quan trọng của cái dòng âm ly này là tiếng nó trong so với những con âm ly khác anh em nhé, anh em phải nắm được điều đó. Tiếng nó trong, nó nét, nghe nó phê, nghe nhiều không thấy nó mệt, không thấy nó chán. Đấy, đấy tổng thể này, đẹp keng luôn. Bề ngang là 43.5, chiều cao 16, còn chiều sâu là 32. Khi nghe nhạc thì cái yếu tố quan trọng nhất là giải âm nó trong, nó rõ nét ba giải. Thì con âm ly này nó, những dòng suất âm tụ nói chung là nó có điều đó. Và con âm ly này như vậy, chỉnh full ba giải, bass mid chép lao lướt. Xin chào, hẹn gặp lại nhé. Xin nhắc lại giá 8 triệu bao ship.